Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lên một con LA250, Honda LA250. Rất là lâu rồi mới có một con LA để lên nha. Thì con xe này tất cả những chi tiết trên xe là nguyên zin. Máy móc là nguyên zin, chưa có làm gì hết luôn nha. Đấy, đồ đạc trên xe là nguyên zin. Tất cả chi tiết trên xe là cực đẹp. Xe là chính chủ, hải quan chính ngạch nha. Sang tên toàn quốc, các bạn ở tỉnh nào cũng sang tên được hết. Nếu các bạn ở xa thì bên mình hỗ trợ rút gốc sẵn luôn, về các bạn chỉ việc nộp hồ sơ cho công an sang tên thôi. Xe hải quan chính ngạch nha. LA250 dòng LA thì máy rất là ngon, nó là giống như dòng Rebel, nó cùng chung với dòng máy với Rebel nha, nhưng mà nó cao hơn Rebel nhiều. Nó không có giống như là dòng Rebel, nó là dòng cruiser, mình là nằm. Còn dòng này chúng ta ngồi chạy rất là thoải mái nha. Di động cao, yên cao cho nên họ rất thoải mái. Xe này thích hợp dành cho những ai mà đô con từ 50kg cho lên, 50kg đẹp nhất là 60kg cho lên, đô con bị 6, 7 là chạy đẹp, 8, 9 thì khỏi nói rồi, vô tư ha. Còn ai 1,5m thì suy nghĩ lại chứ hơi thấp các bạn. 1,5m sợ chấm chân không tới, giờ nó hơi nặng, người 1,6m mới được nha. Các bạn nhìn thấy tất cả những chi tiết trên xe còn rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy ta xin nhanh với cái chó đồng pha bóng lón, hộ nó đi mất có 4.000 cây, mới 4.000 hả, 4.000, 14.000 nữa. Xe đang ở Sài Gòn nha, có thể giao xe trong ngày cho các bạn. Còn những anh em nào ở xa thì giao xe qua dịch. Xe thì sang tên toàn quốc, nó hỗ trợ sang tên toàn quốc. Thì những anh em ở xa thì có thể là mình chứng giấy sẵn luôn, về các bạn chỉ nộp xe cho công an thôi, rất là dễ. Ở Sài Gòn thì giao xe trong ngày, nhanh gọn là 30 giây. Bên mình có dịch vụ giao xe tận nhà toàn quốc nên yên tâm ha, giao bằng dịch vụ nên không có lo, ở đâu thì người ta sẽ giao tận nhà cho mình không sao hết. Rất là lâu mới có được một con LA nên anh em nào có nhu cầu sưu tập thì liên hệ với mình. Rồi, xe rất đẹp, lâu mới có một con. Ok, những bạn đang theo dõi kênh Phụ Tùng Đi Xe Cấp của mình thì có thể bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi những linh kiện Phụ Tùng Đi Xe Cấp, hay là những cái con xe đẹp đập lâu lâu mình sưu tập được thì có thể nhanh tay chốt em nó về bỏ tủ kính chân chơi nha. Phía dưới có nút đăng ký, bạn nhớ bấm vào nút đăng ký nha, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh để thường xuyên theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cấp của mình nha. Các bạn muốn kiếm mình cứ gõ Phụ Tùng Đi Xe Cấp, nó sẽ ra mình liền. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Ai có nhu cầu là 250 alo mình nha, số điện thoại bên trên.